Thời gian qua trên tuyến cao tốc đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây ra nhiều thương vong về người. Những vụ việc này khiến cả xã hội đau lòng, còn người tham gia giao thông thì lo lắng bất an. Ý thức, kỹ năng điều khiển xe trên cao tốc kém của tài xế, cùng với hạ tầng, cách tổ chức, thiết kế giao thông chưa hợp lý đang được xem là những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn này. Hình ảnh camera hành trình ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 2 trên cao tốc Cam lộ La Sơn theo hướng Nam Bắc thuộc địa phận huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khiến ba mẹ con tử vong thương tâm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô con 7 chỗ cố vượt phải rồi tạt sang trái, va vào đầu xe đầu kéo, mất kiểm soát, gây ra tai nạn giao thông liên hoàn. Hành động của tài xế được đánh giá là vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh khi đây là đoạn đường hẹp. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố tài xế xe ô tô con gây tai nạn. Chúng ta phải tránh cái chuyện vượt mà khoảng cách giữa cái xe của chúng ta với xe mà chúng ta định vượt phải đủ cái khoảng cách đủ lớn. Ví dụ như 1 mét hay bao nhiêu đấy thì chúng ta mới được vượt. Trong cái clip mình thấy rằng là cái xe con mà vượt xe container mà gây ra tai nạn giao thông cho ba mẹ con chết thì rõ ràng là vượt thế là quá ẩu, bởi vì vượt để mà cái hông xe của mình bị tì vào đầu xe của cái xe kia thế là quá ẩu rồi. Cái hiện trường của vụ tai nạn xảy ra là ở đoạn đường một chiều, đường một làn đường. Với cái diễn biến như vậy thì cái người điều khiển xe 7 chỗ này là vi phạm quy định tại điều 26 của luật giao thông đường bộ. Thì theo đó luật giao thông đường bộ quy định là xe ô tô khi tham gia trên đường cao tốc chỉ được vượt xe phía trước khi mà đã đảm bảo an toàn. Ngoài việc vượt ẩu của tài xế thì nhiều người cũng thắc mắc về thiết kế của cao tốc khi giai đoạn 1 mỗi bên chỉ có một làn đường, riêng những điểm cho phép vượt được thiết kế hai làn xe. Vị trí tài xế vượt có đoạn đường vô cùng hẹp, thắt cổ chai, không có giải phân cách cứng. Anh Nguyễn Đức Anh là người có hơn 12 năm kinh nghiệm lái xe và thường di chuyển trên cao tốc. Nhưng theo anh, với những tuyến đường hẹp như vậy, bản thân anh cũng phải rất cẩn thận do lo ngại va chạm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đặc điểm cao tốc ở Việt Nam ấy, nó là có những tuyến nó chỉ có hai làn xe chạy rất là khó, nó có đạt được cái sự độ an toàn, nó có đạt cái chuẩn hay không. Từ đó thì cũng rút ra một số cái kinh nghiệm khi mà lái ở, đặc biệt là những cái tuyến cao tốc, khi mà tốc độ rất là nhanh như vậy thì cái độ căng thẳng và luôn tập trung ở mức rất là cao, bởi vì bất kỳ một tình huống nào có thể xảy ra. Giải an toàn rồi là làn dừng khẩn cấp. Tuy nhiên thì do chúng ta đầu tư phân kỳ, thành ra chúng ta có nhiều đoạn tuyến là nó cũng chưa đạt được cái yêu cầu thiết kế đối với đúng một cái tuyến đường bộ cao tốc. Tuy vậy, tùy tới trường hợp cụ thể mà chúng ta nên có những cái công tác nghiên cứu, đánh giá. Nếu mà cần thiết thì chúng ta có thể là mở rộng từ một làn thành hai làn, hoặc chúng ta nghiên cứu xem là cái việc bố trí các cái đoạn mà cho phép vượt như vậy đã hợp lý chưa. Nếu mà chúng ta chưa hợp lý thì chúng ta bố trí nó hợp lý hơn, và từ đó chúng ta có thể khai thác cái tuyến cao tốc đó một cách hiệu quả và an toàn hơn. Liên quan đến tuyến cao tốc này, vào tháng 10 năm 2023, Bộ Công an từng có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc khắc phục bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, trong đó chỉ ra 132 mục bất cập với 7 đoạn tuyến cao tốc chưa đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng. Đối với tuyến Cam lộ, La Sơn, nơi vừa xảy ra tai nạn, theo Bộ Công an, tuyến này chỉ có 2 làn xe, bề rộng đường 23m, không có giải phân cách giữa, không có làn dừng khẩn cấp, cứ 10 km bố trí một đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe. Trước những thông tin từ dư luận về thiết kế của đoạn đường cao tốc Cam lộ La Sơn, Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết tuyến này đã được thi công xây dựng tuân thủ theo đúng thiết kế, có đủ biển báo giao thông, vạch kẻ đường đầy đủ. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải được Thường trực Chính phủ giao nghiên cứu rà soát hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam theo hướng tuyến thẳng nhất có thể, nghiên cứu thêm việc giảm số lượng ga để giảm chi phí. Yêu cầu này được Thường trực Chính phủ đưa ra tại cuộc họp về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, Thường trực Chính phủ cũng nêu quan điểm cần làm rõ ưu điểm của vận tải đường sắt tốc độ cao là tập trung vào vận chuyển hành khách, tương hỗ với vận tải hàng không, chỉ vận chuyển hàng hóa trong trường hợp cần thiết. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, lấy ý kiến rộng rãi để lựa chọn phương án phù hợp nhất. Trong đó so sánh phương án đồng thời vận tải hành khách và vận tải hàng hóa với phương án chỉ vận tải hành khách. Một phương án khác được đem ra so sánh là tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam vận tải hành khách, còn hàng hóa chủ yếu vận tải bằng đường biển và nâng cấp tuyến đường sắt hiện có.
Thường trực Chính phủ cũng lưu ý cần sớm đầu tư các tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, tuyến Hà Nội Đồng Đăng, tuyến Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng, kết hợp vận tải hàng hóa và hành khách. Tuyến Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là hành khách. Đặc biệt, cần sớm khởi động lại để triển khai hoàn thành tuyến đường sắt Yên Viên, Phả Lại, Hạ Long, Cái Lân. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua hồi tháng 1 cho phép đất không giấy tờ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp sẽ được cấp sổ đỏ. Trình tự thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ cũng đang được xây dựng chi tiết để tránh phiền hà cho người dân. Theo đó, luật đất đai sửa đổi vừa được thông qua đã tăng thời hạn cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ, không có tranh chấp thêm 10 năm, thay vì mùng 1 tháng 7 năm 2004 như quy định hiện hành. Để thực hiện tốt, tránh phiền hà phức tạp cho người dân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng phải có 3 yếu tố gồm chính sách, tổ chức thực hiện và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Đất được đề nghị cấp sổ đỏ phải sử dụng ổn định, không có tranh chấp và được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương và cơ quan thanh tra kiểm tra cần xem người dân đang sử dụng đất gặp vướng mắc gì. Người dân khi đề xuất cấp sổ đỏ phải đúng pháp luật, không xảy ra mâu thuẫn. Quá trình rà soát của cán bộ địa chính cũng được đánh giá là rất quan trọng vì họ nắm quỹ đất địa phương và quản lý di biến động của đất đai trong suốt quá trình lịch sử sử dụng. Thưa quý vị, không chỉ là mua để lấy may cho dịp đầu năm mới, vàng còn là kênh trú ẩn an toàn. Nếu so với các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản hoặc kinh doanh, thì đầu tư vào vàng được xem là ít rủi ro hơn, ngay cả khi kinh tế suy thoái, lạm phát gia tăng. Trong một năm vừa qua, giá vàng thế giới và cả trong nước đều đã lập đỉnh, đặc biệt là vàng miếng SJC khi hiện đang cao hơn giá vàng thế giới gần 17 triệu đồng một lượng, cao hơn giá vàng trang sức, vàng nhẫn khoảng 13 triệu đồng. Vậy bước sang năm mới Giáp Thìn, các nhà đầu tư nên mua vàng mẫn hay mua vàng miếng? Phía Thần Tài năm 2023 thì một lượng vàng SJC này có mức giá là 67,7 triệu đồng một lượng. Và ngày Vía Thần Tài năm nay thì một lượng vàng này có mức giá là 77,5 triệu đồng. Tức là sau một năm thì một lượng vàng SJC đã tăng 9,8 triệu đồng một lượng, tương ứng với mức tăng là gần 14,5%. Trong vòng một năm qua thì đây cũng trở thành một kênh sinh lời tốt nhất cho những nhà đầu tư. Có lẽ cũng chính vì thế mà vào ngày Vía Thần Tài mỗi năm thì những cửa hàng kinh doanh vàng SJC lúc nào cũng đông đúc người dân đến đây để mua vàng, không chỉ để cầu may trong dịp năm mới. Thật ra thì mình thì hồi trước giờ thì mình mua vàng miếng nhiều hơn. Mua vàng SJC, cái giá của nó thì giá nó cao nhưng mà mình cảm thấy là an toàn hơn. Thì mình mua để tích trữ nhiều hơn chứ không phải là để lướt sóng. Thì mình cũng sẽ không có lo ngại là cái giá nó tăng giảm trồi sụt thất thường như thế nào. Bởi vì mình mua, mình đầu tư, mình giữ đó thì nó sẽ tính thành bằng năm, một năm, hai năm, ba năm hơn. Vàng nó là tài sản tích trữ theo thời gian thì nó sẽ tăng, nó có đảm bảo cái dòng tiền của mình trú ẩn. Lựa chọn quyết định mua vàng này thì dựa theo cái nhu cầu và cũng là cái túi tiền của mình thôi. Chứ còn khi đã mua vàng thì không có lo về cái việc là đỉnh hay là xuống một chút cũng không thành vấn đề. Trong ngày Vía Thần Tài các năm, vàng miếng SJC với trọng lượng nhỏ luôn trong tình trạng hết hàng khi nhu cầu mua của người dân vẫn còn, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ dù giá vàng miếng SJC đang có khoảng cách rất lớn với giá vàng thế giới và giá vàng trang sức, vàng nhẫn trong nước. Tại thời điểm 6 giờ 30 sáng nay, theo Kitto, giá vàng thế giới ở mức 2013,23 đô la Mỹ một ao. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới ở giá khoảng 58,802 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế phí, còn giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới gần 17 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn, vàng trang sức được giao dịch quanh 63,4 triệu đồng một lượng mua vào, 64,7 triệu đồng một lượng bán ra, khoảng cách không lớn với giá vàng thế giới. Theo các chuyên gia, việc giá vàng SJC có khoảng cách khá lớn với vàng thế giới cũng có rủi ro với các nhà đầu tư nếu nắm giữ tỷ trọng vàng lớn trong danh mục. Cái rủi ro lớn nhất đó chính là nếu một lúc nào đó mà giá vàng SJC với giá vàng thế giới và giá vàng 4 số 9 và vàng trang sức là tiệm trận lại với nhau thì ngay lập tức là nhà đầu tư có thể là lỗ rất là nặng. Nếu mà chúng ta giữ cái tỷ trọng vàng SJC hiện nay mà ở mức là trên 50% cái tỷ trọng danh mục của mình thì không nên mua nữa, thậm chí là theo tôi nghĩ là nên giảm bớt, nên ưu tiên là mua vàng 4 số 9 và vàng trang sức là nhiều hơn. Theo các chuyên gia, trong năm 2024, các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn có nhưng chỉ ở mức độ vừa phải như việc giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương
ở các nền kinh tế lớn, những căng thẳng chính trị tại một số quốc gia cũng sẽ giúp nhà đầu tư tìm đến kênh trú ẩn an toàn là vàng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có các yếu tố bất lợi như giá vàng trong nước và thế giới trong thời gian qua đều đã lập đỉnh trong lịch sử sẽ khiến nhiều nhà đầu tư chùn tay hơn. Trong khi đó, các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán lại đang có độ trũng nhiều hơn và dòng tiền có thể bị hút sang các kênh này nhiều hơn thay vì vàng như trong năm 2023.